비추고 Trứng đen, trứng trường thọ có nguồn gốc từ vùng Hakone thuộc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Không chỉ có màu sắc đặc biệt, nó còn sở hữu một tính năng vô cùng kỳ lạ. Theo người dân đất nước mặt trời mọc, ăn một quả trứng trường thọ sẽ có thể kéo dài tuổi thọ thêm 7 năm. Do đó, không ít các khách du lịch đã ghé thăm nơi đây với mong muốn được chính miệng thưởng thức món ăn thần thánh này. Owakudani được biết đến với tên gọi Great Boiling Valley, một miệng núi lửa lớn được hình thành cách đây 3.000 năm. Hiện nay, Owakudani vẫn còn hoạt động với những vũng nước sôi chứa chất lưu huỳnh và các lỗ thông hơi phun ra dòng khí nóng, gồm hơi hydrogen sulfide và sulfur dioxide. Nhờ danh tiếng trứng trường thọ mà nơi đây trở thành địa điểm du lịch lý tưởng, thu hút một số lượng lớn khách tham quan mỗi năm. Những quả trứng có màu đen thực chất là trứng gà được luộc trực tiếp trong các hồ nước nóng tự nhiên. Chính chất lưu huỳnh từ các miệng núi lửa đã khiến cho vỏ trứng có màu đen và mang một mùi hương đặc biệt. Khi luộc quả trứng sống dưới suối nước nóng 80 độ C trong vòng 1 tiếng, thành phần hóa học có trong nước sẽ thấm qua vỏ trứng tươi, biến nó thành màu đen. Sau khi vỏ đã chuyển màu, trứng lập tức được lấy ra và đưa đến các lò hấp trong vòng 15 phút với mức nhiệt là 100 độ. Khi trứng đã chín hẳn, chúng sẽ được vận chuyển bằng cáp treo chuyên dụng đến các cửa hàng gần đó để bán cho khách. Để thưởng thức loại trứng đặc biệt này, bạn có thể ghé đến các quầy bán bên cạnh suối nước nóng. Những chiếc bàn gỗ luôn được chuẩn bị sẵn để chào đón khách du lịch. Trứng đen rất nổi tiếng ở Hakone nên bạn sẽ không cần phải đến tận nơi để săn tìm chúng. Thay vào đó, du khách có thể mua một lúc 6 quả được gói lại trong các túi nhỏ bán với giá khoảng 500 yên, tương đương 92.500 đồng, được bày bán khắp nơi trong thị trấn. Ngoài ra, nếu bạn muốn trực tiếp đến đỉnh núi có thể vừa dùng trứng vừa ngắm cảnh thì hệ thống dây cáp Hakone Ropeway cũng luôn sẵn sàng để đưa đón bạn. Tuy nhiên, nhiều người lựa chọn đi bộ thay vì sử dụng chúng vì họ muốn tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên nơi đây cũng như thưởng thức trứng sau khi đã thấm mệt. Từ vị trí này, du khách có thể quan sát được vẻ hùng vĩ của núi Phú Sĩ ở cách đó không xa. Do chịu tác dụng trực tiếp từ thiên nhiên mà nhiều người cho rằng những quả trứng đen Owakudani hay còn gọi là Kurotamaro sẽ có tác dụng duy trì tuổi thọ con người. Người dân xứ Phù Tang nói chung và dân bản địa Hakone nói riêng luôn tin tưởng những quả trứng đen có khả năng cải thiện sức khỏe con người. Đó là món quà mà các thần núi đã ban tặng. Ăn một trứng thì thọ 7 năm, ăn liên tục 2 trứng sẽ tăng gấp đôi. Khu du lịch Owakudani đã từng phải đóng cửa vào tháng 5 năm 2015 do hoạt động núi lửa, nhưng đã được mở lại vào ngày 27 tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, những người mắc bệnh hen suyễn, viêm phế quản, bệnh tim và phụ nữ mang thai được khuyên không nên đến đây đề phòng hoạt động của núi lửa. Trứng trường thọ từ lâu đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc trưng cho dân tộc Nhật Bản. Nó không chỉ thể hiện nhận thức tiến bộ trong việc ứng dụng hợp lý, nguồn năng lượng sạch, mà còn đại diện cho lòng tin và sự sùng bái thế giới tự nhiên của người dân bản xứ. Goodbye, Papa, please pray for me.